Nhận định soi kèo bóng đá hôm nay, giữa Liverpool với Arsenal diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 29 tháng 9 tại sân Anfield, Premier League 2020-2021. 7 bàn thắng và để thủng lưới 2 bàn là những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp có được trong chuyến đến làm khách trước Lincoln tại vòng 3 League Cup mùa này. Dẫu cho chỉ ra quân với đội hình phụ của mình và chỉ duy nhất cái tên thường thấy ở vị trí trung vệ như Van Dijk, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để Liverpool nghiền nát một đội bóng đang chơi tại giải hạng 3 như Lincoln, và qua đó họ sẽ chạm mặt với Arsenal tại vòng 4 của cúp liên đoàn mùa này. Trở lại với mặt trận Premier League, trước đó Liverpool đã mang về cho mình chiến thắng thứ 2 ở mùa giải này khi có hạ bệ Chelsea với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà đối thủ. Sức ép khủng khiếp đến từ hàng công của lữ đoàn đỏ đã khiến cho trung vệ Christensen phải nhận chiếc thẻ đỏ ngay cuối hiệp 1, và từ đó cũng là lúc Sadio Mane liên tiếp nổ súng để mang về 2 bàn thắng chỉ sau 4 phút đầu hiệp 2. Với 3 điểm vừa có được, Liverpool đang tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Đến với trận đấu cuối cùng ở vòng 3, dường như màn oan gia ngõ hẹp lại tìm đến với Liverpool, khi chính cái tên Arsenal cũng sẽ là cái tên mà thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đón tiếp đến làm khách. Đây là cơ hội không thể nào tốt hơn để cho lữ đoàn đỏ đòi lại cả vốn lẫn lời trước đội bóng thành London khi tại siêu cúp Anh hồi cuối tháng 8 vừa qua. Liverpool đã gục gã trên chấm luân lưu trước pháo thủ. Nhắc lại quá khứ này, không phải để chê bai màn trình diễn trước đó của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp, mà để nhắc cho giới mộ điệu nhớ, trận đấu đó là trận đấu mà Liverpool phải thi đấu trên sân trung lập. Còn ở lần này, họ sẽ được bảo vệ bởi bức tường thành Anfield, nơi đã chứng kiến lữ đoàn đỏ trải qua 60 trận liên tiếp bất bại giải đấu cao nhất Vương quốc Anh, trong đó có đến 49 chiến thắng và 11 trận hòa. Qua đó, thẳng thắn mà nói thì chỉ cần Liverpool thi đấu đúng với thực lực của mình, và cùng với đó là lợi thế không hề nhỏ đến từ sân nhà, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Về phần đối thủ, nếu như đại đa số các đội bóng xuất phát từ vòng 3 League Cup chỉ chạm mặt với các đội bóng hạng dưới, thì đối với thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta lại là chuyện khác. Arsenal đã có chuyến đến làm khách trước Leicester, một đối thủ không hề dễ chịu, khi tại vòng đấu sớm vừa qua nằm trong khuôn khổ Premier League, bầy cáo đã hủy diệt Man City với tỷ số 5-2. Tuy nhiên, tại mặt trận League Cup, pháo thủ thành London đã không khiến cho người hâm mộ phải thất vọng khi có được chiến thắng ngay trên lãnh địa của bầy cáo với tỷ số 2-0. Một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta đã khá bế tắc trong hiệp đấu đầu tiên, và mãi đến khi được đối thủ hiếu không cho một bàn thắng sau pha đốt lưới nhà, thì Arsenal mới duy trì được thế trận và ấn định tỷ số ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Trước đó tại Premier League, pháo thủ cũng mang về cho mình chiến thắng thứ 2 khi đánh bại West Ham với tỷ số 2-1, và hiện tại họ đang nhỉnh hơn vị trí của Liverpool một bậc trên bảng xếp hạng nhờ vào hiệu số bàn thắng. Trở lại với chuyến hành quân lần này đến Anfield, so với đội hình mà Arsenal từng giành chiến thắng trong trận siêu cúp Anh cách đây không lâu, thì họ vừa được bổ sung tân binh rất chất lượng như Willian, và thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đang có được cũng đang là chuỗi bất bại lên đến 8 trận liên tiếp, trong đó có 3 trận toàn thắng trên đất khách. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ để người hâm mộ của pháo thủ có thể yên tâm quá nhiều. Lịch sử không tốt đẹp đang có dấu hiệu lặp lại một lần nữa. Cụ thể ở mùa giải trước đó, Arsenal cũng khởi đầu mùa giải với 2 chiến thắng liên tiếp, và đến vòng thi đấu thứ 3, họ đã có chuyến đến làm khách trước Liverpool và đã gục ngã ngay trên Anfield với tỷ số 1-3. Đó là chưa kể trong 8 lần gần nhất đến làm khách trước Liverpool thì họ cũng chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ có 2 trận hòa và còn lại để thua đến 6 trận. Dù rất muốn đoàn quân của huấn luyện viên Arteta sẽ có ít nhất một điểm ra về, nhưng tin chắc đây sẽ là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với pháo thủ thành London. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Liverpool với Arsenal, tỷ lệ nổ tài của Liverpool đạt 60%, tỷ lệ thắng kèo đạt 60%, có 50% kết quả về lẻ. Liverpool ghi được 35 bàn, để thủng lưới 16 bàn, trung bình mỗi trận ghi 3,5 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Arsenal đạt 50%, tỷ lệ thắng kèo đạt 70%, có 72% kết quả về lẻ. Arsenal ghi được 21 bàn, để thủng lưới 8 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,1 bàn. Dự đoán kết quả Liverpool với Arsenal. Chọn kèo châu Á, Arsenal nằm dưới 1.5. Chọn kèo tài xỉu, tài 3.5. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.